Mà núi Nưa là dãy núi lớn nhất của đồng bằng Thanh Hóa. Nó được chạy theo hướng đông bắc tây nam, được kéo dài từ dãy Tây Hiếu của tỉnh Nghệ An. Nó kéo dài 12 km. Ngày xưa các cụ nói là Na Sơn Thất Phiến, Long Nhất Biến, Hổ Nhất Biến, Nhất Hô Vạn Biến. Tức là Na Sơn Thất Phiến là núi Nưa được xếp liền kề nhau 17 phía núi. Đây là một cái huyệt khí, hay chính xác là một huyệt khí dương. Huyệt ở đây là huyệt vị, tức là vị trí của điểm huyệt. Huyệt là lỗ, đạo là đường. Ở đây không có lỗ, cũng không có đường, mà đây chỉ là huyệt, là vị trí của điểm huyệt. Nó giống như vị trí trên cơ thể mình, gọi là điểm huyệt. Thứ hai là đạo ở đây là hướng, tức là hướng trong không gian. Cho nên người ta hiểu một cách đúng nghĩa đây là hướng trong không gian của một cái vị trí điểm huyệt, chứ không phải huyệt đạo. Giống như địa đạo Củ Chi là đường đi dưới đất, nhưng đây không phải địa đạo Củ Chi, không phải đường đi dưới đất. Vì thế cho nên một trong ba huyệt đạo lớn quốc gia đó là Am Tiên ở núi Nưa, núi Bà Đen ở Tây Ninh và Ca Chín Đá Trông trên Sơn Tây. Thế nhưng trong từ điển Việt Nam thì không có từ huyệt đạo, mà chỉ có huyệt vị hay vị trí của điểm huyệt thôi. Vậy thì tại sao nó có? Bởi vì thế này, mình hiểu về mặt phong thủy. Phong là gió, gió thì có hai loại, một loại là dương phong, một loại là âm phong. Dương phong tức là gió từ trên đồi thổi xuống, âm phong là gió từ trong hang động, trong khe núi thổi lên. Âm phong mà gặp dương phong tạo nên sinh khí. Vậy thì ở đây là nói về mặt âm khí gặp thiên khí. Thiên là khí trời đấy. Ở cái khe đất gãy, dưới sâu trong phân được tầng địa chất, đang thông lên ở cái đỉnh thông thiên, gọi là huyệt thông thiên, đỉnh cao nhất này. Thì chỗ này gọi là huyệt thông thiên. Thì chỗ này nó là điểm hội tụ giao thoa của khí đất và trời, tức là giữa dương khí, thiên khí và âm khí tạo thành sinh khí. Thì sinh khí này con người mình tiếp thu được, nó tạo ra một năng lượng gọi là trường sinh học. Có như vậy thì con người mình tiếp thu được, mình mới thấy khỏe được, mình ngồi thiền như bạn Huê khi nãy ngồi thiền đây, ngồi tức là ngồi. Phật ông Trần Tu Viên đời Quan Vãn Trần, khi mà ông ấy không phục nhà Hồ, khi nhà Hồ thay thế nhà Trần thì ông ấy đã lên núi Nưa này để ở ẩn, gọi là tu sĩ. Thì nhà Hồ đã nhiều lần mời ông Trần Tu Viên ra để giúp cho nhà Hồ ở thành Tây Giai, huyện Vĩnh Ninh, nay là thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa mình. Mặc dù nhận được lời mời của ông Hồ Quy Ly, thế nhưng mà ông Trần Tu Viên vẫn không ra giúp. Vì vậy cho nên khoảng năm 1400 ấy, thì theo truyền thuyết thì nhà Hồ đã sai quan quân lên để đốt núi Nưa này. Và sau khi mà núi Nưa bị đốt thì mây đen vần vũ, chỉ có tiếng hạc bay ở trên không trung và la lên những tiếng to, tiếng như bà con nói là thất thanh. Thế thì sau đấy thì người ta nhìn thấy là mây đen vần vũ và chùa thì không còn, bị cháy rụi đi rồi. Chỉ còn lại trên vách núi có một đôi câu đối. Nội dung của nó là kỳ la hài khẩu ngâm hồn đoạn, cao vọng sơn lầu khách tứ sầu. Có nghĩa là cái hồn đến cửa biển kỳ la thì thoi thóp, khách đến núi cao vọng thì khách buồn. Quả thật sau đó 2 năm, ứng với vận mệnh của nhà Hồ, vào năm 1407 thì giặc Minh xâm lược nước ta và nó đốt trụi thành Tây Giai đi. Bắt được là ông Hồ Quý Ly và sau đó thì vào đến cửa biển Kỳ La thì anh thì bắt được tả tướng quân Hồ Nguyên Chừng, và đến núi Cao Vọng thì bắt được Thái tử Nhuế cùng với Hồ Án Thương. Đấy là câu chuyện được viết trong truyền kỳ Mạn Lục.